Thì chiếc tivi sẽ về ta 43 inch. 43 inch. Ai đây ạ? Kính thưa quý vị, ai đã sử dụng màu VIP là VIP lâm màu xanh lá, xanh lá. Tên 8. Trời ơi, phiên dịch tiếng Anh đó. Rồi, nếu mà có rồi thì hướng mắt về sân khấu. Chuẩn bị, giò sở lên. Hôm nay ngày trai á, không có đúng đây được. Tám nha, tám á. Ok, vô lại vậy. À, ý là mày nói ai chỉ là cũng heo á. Bên kia một bà nó cũng cũng heo quay trai. Ủa, quay trai có nữa hả? Có không? Ê, nhưng mà công nhận bây giờ heo quay trai ta làm cũng thiệt quá ha. Ừ. Alo. Nhiều quá vậy. Ba một bà có gì hết trong lưu, hai trứng gì đó. Ờ, thôi, chỉ giận người kia. Rồi, lên và sở luôn mọi người ơi. Đừng cho chị nói mất công quá là lạc lạc lắm. Tôi gì đây, số gì đây, số gì đây, số gì đây, một ngày gì đây, chờ gì đây. Số gì ra, số gì ra, số gì ra, số gì ra. Chiếc áo anh rất kỹ trường là mẹ anh không có mà vợ già chưa đâu. Áo anh sẽ đau bị cả đâu, nên nhờ cô ấy về câu cho dùm. Câu rồi anh lại trả câu, tới khi chồng anh sẽ giúp cho.
ơi, con ơi, tuy nhà mình đủ ăn, nhưng chút lát nữa đây mình cũng trả lại chiều pate này, là nhà người ta không có cái để ăn. Dạ, quý khách nào đang trên đường đi chơi lô tô làm gỡ chìa khóa xe, quý khách không tìm thấy chìa khóa xe, hãy lên trên tìm lại chìa khóa xe. Hả? Vậy là sao ta nè? Dạ, công tử ơi! Công tử! Dạ sao? Hôm nay, tiệc hội công tử của tôi với là công tử gặp nhau. Dạ. Bây giờ chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi. À, kết nghĩa? Thì bây giờ mình cùng nhau kết nghĩa nha. Bây giờ mình không có cái cành liễu, bây giờ mình lấy cái gì đây? Lấy đại cành hồng nha. Không, lấy đồ guốc. Trời đất ơi! Rồi, rồi không, kết là kết liễu em ơi chứ. Kết nghĩa. Rồi, bây giờ mình cùng nhau kết nghĩa nha. Chị đâu cả đây em. Rồi, mình cùng nhau kết nghĩa nha. Lên nhạc anh ơi. Nhắc ta kết liễu thì nó tổ không? Tôi sớm ba tình tiên đề, tình mình chứng trên bao giày. Thề không ngã tay lòng ai với băng đài. Ta cùng vui về nơi nhiều miền, chim tung trời gió tan bù về. Số 24 của kỳ qua đã cùng chương trình giải. Quý chị mình qua từ xe bỏ ra vé để bên em kiểm tra bên một lần.